Em thấy chương trình hôm nay như thế nào? Vui, mệt, quá mệt, và rất mệt. Đầu tiên em quẩy xung như vậy, rất là vui luôn. Chương trình hôm nay rất là vui, em quẩy như chết luôn. Quá vui, quá xong rồi. Em thấy bạn nào là vui nhất trong chương trình hôm nay? Em chẳng biết nữa, không nhớ gì hết luôn. Điểm 1,